Chào mừng các bạn đến với Thể thao Giải trí Tổng hợp. Thể thao Giải trí Tổng hợp kính chúc các bạn và gia đình năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin mời các bạn tham quan khu công viên trung tâm của khu dân cư Ecolac tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Khu dân cư Ecolac các bạn có thể gặp khi các bạn đi trên đường từ hướng từ Thủ Dầu Một về Bến Cát, trên đường quốc lộ 13. Ở bên phải chúng ta sẽ thấy cái hướng vào khu Ecolac, và đây là công viên vui chơi đón xuân năm mới của Ecolac. Các bạn có thể nhìn thấy một vòng. Ngoài video này giới thiệu tổng thể thì chúng tôi sẽ có một video chi tiết hơn, giới thiệu đầy đủ hơn, dài hơn. Các bạn nhớ nhớ đón xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Video này chúng ta giới thiệu tổng thể một chút. Du khách đang vui xuân. Các bạn có thể thấy nhiều du khách đang vui xuân ở đây, nhưng mà cái không gian ở đây là rất là thoáng đãng, do đó là cái khoảng cách giữa những người đi chơi với nhau là cũng khá thoải mái, khá an toàn. Ở dưới có cả đầm sen này các bạn, và một bãi công viên đất trống. Ở phía trước mặt chúng ta là con đường xương sống, đường chính dẫn vào khu Ecolac. Đấy, các bạn có thể thấy xe ô tô chạy rồi đấy.